Thưa quý vị, giao chiến tại thành phố Benghazi của Libya. Tin Benghazi Libya, giao chiến giữa quân đội Libya và dân quân Hồi giáo tại thành phố Benghazi trong ngày thứ hai làm ít nhất 18 người tử thương và 30 người bị thương. Sau 3 năm lật đổ nhà độc tài Muammar Gaddafi, Libya hết lâm vào cảnh khủng hoảng này tới cuộc khủng hoảng khác. Quốc hội vẫn chưa thể viết bản hiến pháp mới, các phe phái liên tiếp tranh chấp trong quốc hội, các nhóm dân quân chống chế độ Gaddafi không chịu buông súng, chống lẫn nhau làm cho quốc gia không thể ổn định. Trong tháng 5, dân quân của cựu tướng Khalifa Haftar đã tấn công trụ sở quốc hội, đòi quốc hội giải tán vì đã bất lực trong việc chống lại dân quân Hồi giáo. Quân đội Libya tại căn cứ Benia tuyên bố ủng hộ tướng Haftar đã dùng trực thăng tấn công dân quân Hồi giáo. Trong ngày thứ Năm, 28 tháng 5, quyền Thủ tướng Adubla Aftini đã từ chối trao lại quyền hành cho Thủ tướng mới được chỉ định. Có thể nói Libya hiện đang có hai Thủ tướng, quốc hội tiếp tục bế tắc vì phe phái xung đột lẫn nhau.